Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Work Cartoon với số phụ lục Ice Bear thứ 3. Video này, chúng tớ sẽ chỉ ra những nhân vật bộ phim điện ảnh nổi tiếng đã được xuất hiện trong vỏn vẹn chưa đến 10 phút phát sóng của một tập phim We Bare Bears. Còn chần chờ gì nữa mà không ngồi xuống đây và cùng chúng tớ điểm lại những chi tiết cực kỳ thú vị ấy nào. Hãy cùng bắt đầu video nhé, let's go! 1. Quỷ dữ. The Demon là tập thứ 9 mùa thứ 3 của We Bare Bears. Ngay cảnh intro của tập này đã giống với bộ phim hoạt hình nổi tiếng My Neighbor Totoro của hãng phim Ghibli. Mở đầu tập phim là cảnh Ice Bear và Chloe đang chơi ngoài vườn của nhà cô bé. Hai người họ chơi trò bắn súng khoai tây. Tuy nhiên do hết đạn khoai tây nên cô bé Chloe nảy ra nhiều ý tưởng cho một loạt các loại đạn ảo lòi khác như chuối, xà bông, trứng, tạ, diều, vân vân và mây mây. Khi các loại đạn đã được bắn ra hết, cô bé quyết định sẽ lấy áo hoodie của mình để làm đạn. Không may, viên đạn lạc hướng, bay sang nhà hàng xóm của cô bé Chloe, ông Shake. Ice Bear định vượt rào qua đó lấy lại chiếc áo, nhưng Chloe ngăn lại, cảnh báo cho cậu về một con quái vật hung dữ mà ông hàng xóm đang nuôi. Con quái vật đó kinh khủng thế nào? Qua lời tường thuật của Chloe, khi cậu ấy và bố chơi bóng chày hồi nhỏ, sau cú đánh bóng bị lỗi bay qua hàng rào, quả bóng đó đã bị ném trả lại te tua và tả tơi. Đoạn phim này dựa trên bộ phim The Sandlot có nhiều phân đoạn rất giống, ngay đến cả hoàn cảnh đặt ra cho tập phim này. Đám trẻ trong khu phố, đứa nào đứa nấy đều rất sợ một con quái vật bên kia bờ rào sân bóng chày. Small, nhân vật chính của phim, cũng là thành phần mọt sách giống như Chloe, mãi mới có thể hòa nhập cùng đám trẻ trong thị trấn. Vì là người mới, cậu đã được anh bạn Squeen kể lại truyền thuyết về quái vật trong khu phố. Khoảng 20 năm trước, chủ bãi phế liệu, ông Murder, đã mua một con chó bảo vệ, ngăn ngừa những kẻ trộm cắp. Sau khi cho nó ăn rất nhiều thịt sống, con chó đã trở nên to lớn dã man và được đồn là sẽ giết chết bất kỳ tên trộm nào dám đột nhập. Cùng lúc đó, cảnh sát nhận được điện thoại báo cáo hàng trăm tên trộm mất tích. Tất cả đều nghi ngờ chuyện đó do con chó đã làm. Vậy nên, ông chủ đã xích nó lại mãi mãi ở đó. Câu chuyện cuối cùng mà Chloe kể cũng trùng với lời đồn trong phim The Sandlot rằng một đứa trẻ đã đi qua hàng rào và bị con chó đó ăn thịt. Vậy thì trong tập phim We Bare Bears này, quái vật kia thực sự đáng sợ như thế nào? Bất chấp sự ngăn cản của cô bé Chloe, Ice Bear vẫn vượt rào, đo găng xem thực sự con quái vật đó có đáng sợ như lời đồn. Vừa nhìn thấy, Ice Bear đã nhận ra đó là một chú chó Perk nhỏ thôi nhưng rất dữ dằn. Và đương nhiên, ai thì cũng có máu đam mê chiêu cờ hó, không phải ngoại trừ Ice Bear. Tuy nhiên, bộ môn này thì lại không dành cho những người yếu tim, nên Ice Bear cũng cong đít lên mà bỏ chạy thục mạng. Con chó này quả thực là không dễ dàng khuất phục, nó còn nhanh chóng tha được chiếc áo vào nhà. Ice Bear và cô bé Chloe quyết tâm sẽ lấy lại được chiếc áo hoodie, vì cơ bản, đó là chiếc áo mà bố mẹ cô mua cho từ lúc lên đại học và cô bé rất thích chiếc áo đó. Liên tiếp, một màn rượt đuổi cam go đã xảy ra để tranh giành lại chiếc áo. Trong cảnh phim ở bếp ăn, làm cho ta nhớ đến bộ phim năm 1993, Công viên kỷ Jura. Đồng thời, chú chó khủng long nhồi bông của Chloe được đặt tên là Winston cũng thể hiện sự kính trọng đối với Stan Winston, nhà sáng tạo của ba phim điện ảnh đầu tiên của Jurassic Park. Cuối cùng, khi nhận ra, chú chó này sẽ ngoan ngoãn khi được mặc chiếc áo của Chloe nên cô đã để lại cho nó. Cuối tập phim, mọi người cùng chụp với nhau một kiểu ảnh dễ thương để kỷ niệm ngày đáng nhớ ấy. Nếu các cậu để ý, khi con chó Demon mặc áo của Chloe, ngoại hình của nó trông rất giống với chú chó Gus trong bộ anime mà tớ nghĩ có nhiều pha cười tụt quần nhất theo đúng nghĩa đen như thế này. Đúng rồi, đó chính là bộ anime Kill la Kill mà tớ từng rất thích, ra mắt vào năm 2013. 2. Khi nhóm bạn chạy deadline. The Library là tập thứ 21 mùa thứ 2 của We Bare Bears. Tập phim bắt đầu với cảnh quay thư viện sách công cộng. Những chú gấu đang trả lại những cuốn sách quá hạn và lấy lý do lý trấu để không phải đóng tiền phạt. Cùng lúc đó, cả ba phát hiện ra một gương mặt thân quen. Chloe đang ngồi gục học bài và lẩm nhẩm một mình trông rất buồn tẻ. Hỏi ra mới biết, Chloe ngày mai sẽ có một bài kiểm tra hóa học quan trọng và rằng cô bé học làm học lốn trong vài ngày liền chỉ để đạt được điểm cao nhất lớp. Cả ba muốn giúp đỡ cô nàng ôn thi nhanh hơn nên đã chia nhau ra làm. Hender tình nguyện in đề bài kiểm tra thực hành, Ice Bear thì sẽ tìm cuốn sách bị mất của Chloe, còn Grizzly thì sẽ ở lại với cô bé, với trách nhiệm cao cả là giữ cho đầu óc Chloe thật tỉnh táo. Tuy nhiên, mọi chuyện chẳng dễ dàng là bao. Hender tìm đến một chiếc máy tính cũ kỹ trong thư viện để in bài. Khi cậu bật máy tính, một thông báo hiển thị là đang khởi động. Đương nhiên là nó rất lâu. Thông báo này bao gồm tên của hệ điều hành, đó là DOS. Đây là một bản nhái lại của Windows. Ngoài ra, khi bật máy tính lên, nó rất giống với Windows 98, có âm thanh khởi động y hệt. Biểu tượng Internet trên máy tính cũng giống với biểu tượng Internet Explorer ban đầu. Lúc này, màn hình tải lên siêu lâu, trong gương mặt của cậu Tamazem đang dần dần mất kiên nhẫn. Đến lúc in bài thì cũng thông báo lỗi, điều đó đã khiến cho Pender càng bực bội. Một cô thủ thư lớn tuổi đến giúp, nhưng quá trình in tài liệu cũng rất chậm. Cậu quyết định là không chờ in nữa mà chép tay cho lành. Bà thủ thư lớn tuổi thấy vậy muốn ra giúp Pender lần nữa,
nhưng cậu ta đã từ chối vì với cái tốc độ rùa bò này thì cậu ta tự chép còn nhanh hơn. Tuy nhiên, bà cô này quá nhiệt tình, khiến cho Bender phải phản đối đến mức hét vào mặt bà ta. Quay lại với Ice Bear, cậu đang phải tranh giành cuốn sách cuối cùng với một cô sinh viên. Cả hai người cố gắng giành giật để có được cuốn sách này. Sau những màn rượt đuổi thì Ice Bear đã để cho cuốn sách đó rơi vào tay cô sinh viên kia. Có vẻ như là hai anh bạn gấu Bender và Ice Bear không được việc cho lắm rồi. Còn lại là Grizzly thôi. Cậu ta đã kéo Chloe đến một máy bán kẹo tự động. Cậu ta bảo với cô bé rằng ăn nhiều kẹo một chút để lấy lại được sự tỉnh táo. Và sau khi ăn được một cơ số kẹo, Chloe như được khai nhãn, mở to mắt. Cuối cùng cô bé cũng lấy lại được năng lượng, khiến mọi thứ Chloe làm đều nhanh hơn mọi thứ rất nhiều. Tuy nhiên, dường như mọi chuyện đã đi quá xa. Chloe nhảy lên bàn, hất cuốn sách ra khỏi tay mọi người. Cô bé hừng hực khí thế sẽ đọc hết sách của thư viện này. Khi Chloe ăn quá nhiều đường cũng giống như khi cậu bé Mark trong bộ phim hoạt hình của Cartoon Network Foster Home for Imaginary Friends. Cả hai bị quá khích vì nạp quá nhiều đường vào cơ thể, đến cả đôi mắt giãn ra cũng rất giống. Nhận ra mọi thứ đang đi quá giới hạn, ba anh em gấu muốn đuổi theo kịp Chloe nên đã tìm đến những thanh sô-cô-la. Họ ăn lấy ăn để có được cảm giác giống như Chloe. Cơn sốt đường mà Chloe và anh em gấu đã trải qua làm tớ liên tưởng đến cơn sốt đường mà Mordecai, Rigby, Hobbs và Skip đã trải qua trong tập Sugar Rush của bộ phim hoạt hình Regular Show. Tất cả đều rơi vào trạng thái chân không chạm đất, mắt thì mở to. Họ cảm thấy như thời gian chậm lại. Cả ba đã tìm thấy Chloe. Khi Chloe và ba chú gấu lao đi rất nhanh, âm thanh được tạo ra là âm thanh vụt tắt từ bản gốc của The Powerpuff Girls. Đồng thời, nếu các cậu tinh mắt có thể phát hiện ra một trong các sinh viên ở đây, có một cậu bạn đội một chiếc mũ có gắn một cái cây. Nó giống hệt như là chiếc mũ của Dipper trong phim Gravity Falls. Chắc hẳn là anh bạn này là một fan cứng của series huyền thoại của Disney chăng? Đến chỗ Chloe, Weasley nhanh chóng nhắc lại cho cô ấy nhớ về bài kiểm tra hóa học của mình. Chloe nhận ra sự thật và mong muốn nhận được sự giúp đỡ của ba anh em gấu một lần nữa. Fender đi in bài kiểm tra thực hành, Ice Bear đi lấy lại sách, còn Weasley và Chloe đi tìm thêm đồ dùng học tập. Cú chạy deadline thấm đậm tình bạn đáng yêu. Sáng hôm sau, cả bốn người họ tỉnh dậy, giật mình ngỡ ngàng, ngơ ngác khi biết là còn 10 phút nữa sẽ đến giờ kiểm tra. Nhanh chóng, tất cả di chuyển mệt mỏi đến trường đại học và gục ngã trước cửa lớp của Chloe. Cô ấy xin làm bài kiểm tra của mình, mặc dù họ đã muộn. Giáo sư mới nói rằng bài kiểm tra không phải là ngày hôm đó. Chloe cùng với các người bạn gấu thất vọng và mệt mỏi và kết thúc tập phim ở đó. Các cậu thấy sao về những chi tiết hay ho trong hai tập phim của Bears này? Nhớ comment cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn các cậu đã theo dõi hết video. Đừng quên like, share và subscribe to Way2Wear Cartoon. Còn bây giờ thì Way2Wear out.